Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc phát bản tin mới nhất cho biết, tính đến 14 giờ chiều nay ngày 18 tháng 7, tâm bão số 1 đã dịch chuyển sâu vào vùng phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8 và bão Talim sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong vài giờ nữa. Ghi nhận của phóng viên tại Quảng Ninh, Hải Phòng cho thấy từ khoảng 11 giờ đã lác đác có mưa và về chiều thì mưa nhiều hơn. Theo tổng hợp của cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong đó, lượng mưa tính từ 7 đến 14 giờ hôm nay có nơi trên 40mm như Yên Lập, Quảng Ninh, 45mm như Bình Gia, Lạng Sơn. Các hoạt động trở lại bình thường. Hai sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, Cát Bi, Hải Phòng sau thời gian đóng cửa thì đến giờ đã hoạt động trở lại. Các bến phà như Phà Gót, Cái Viền, Hải Phòng, Phà Rừng, Quảng Ninh vẫn chưa được hoạt động trở lại. Tàu thuyền ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Thái Bình vẫn đang ở nơi trú tránh, chưa được phép ra khơi. Các hoạt động du lịch, bãi tắm vẫn bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới nhất của chính quyền các địa phương. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, từ đêm nay và ngày mai 19 tháng 7, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, lượng mưa thấp hơn từ 50-70mm. Cơ quan khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đồng thời đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.